quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài truyền hình Y tế thực hiện trên cổng thông tin điện tử huyện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 12 tháng 4, tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ chủ chốt 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cấp xã. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích sâu về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời làm cách mạng. Đặc biệt, phân tích làm rõ từng câu từng từ trong chuyên đề Bắc Giang học tập và làm theo Bác với phương châm ba dám, ba hơn, năm rõ và phương châm bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn. Theo đó, nếu mỗi cán bộ đảng viên thực sự dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, mỗi đồng chí lãnh đạo người đứng đầu quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ bài bản, chặt chẽ, khoa học hơn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả thì chắc chắn sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đại biểu thấm nhuần hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo gương Bác với phương châm ba dám, ba hơn, năm rõ và phương châm bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn theo đúng tinh thần của chỉ thị số 26 ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang. Qua đó, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Sáng ngày 10 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến hai cấp tỉnh huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Opic, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính Dự tại điểm cầu huyện Yên Thế có đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện. Năm 2023 có 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng gián tiếp từ hoàn lưu bão số 1 và áp thấp nhiệt đới số 2 gây mưa rào và rông, chủ yếu gây thiệt hại ở huyện Sơn Động và huyện Lạng Giang, làm hai người chết do bị sét đánh. Đối với huyện Yên Thế có một người bị thương, hai ngôi nhà bị hư hại, 0,75 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng, trên 1.000 con gà bị cuốn trôi, cùng 0,9 hecta đất sản xuất bị vùi lấp. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chủ động tham mưu tích cực vào cuộc của các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở, thiệt hại do thiên tai gây ra đã giảm nhiều so với các năm trước. Đặc biệt, thông tin về thời tiết, khí hậu, thủy văn được nhận định dự báo sớm đã giúp các địa phương kịp thời có biện pháp xử lý khi có thiên tai xảy ra. Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh dự báo năm 2024 sẽ có từ 10 đến 12 cơn bão trên biển Đông. Dự báo Bắc Giang sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ 2 đến 3 cơn bão. Cùng với đó, dự báo sẽ có từ 8 đến đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên cơ sở nhận định về tình hình thời tiết khí tượng thủy văn năm 2024 và ý kiến thảo luận của các sở ngành, các huyện, thành phố, thị xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Âu Pích yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Tiếp tục chủ động nắm tình hình về thời tiết, dự báo sớm tình hình. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với quan điểm phòng ngừa là chính, không được chủ quan, lơ là. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp căn cơ nhất, đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tăng cường thực hiện tốt công tác diễn tập sát với từng địa phương, địa bàn. Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đê điều, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các địa phương trong quá trình thực hiện xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia nên gắn với công tác phòng chống thiên tai để góp phần giảm thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra. Sáng ngày 9 tháng 4, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang do đồng chí Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế về công tác phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. Tiếp vào làm việc với đoàn có đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch ủy Ban Nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng chuyên môn, Chủ tịch ủy Ban Nhân dân các xã Xuân Lương, Tam Hiệp, Đồng Tâm, đại diện các điểm du lịch cộng đồng bản ven và đập dâng ba mẫu. Thực hiện nghị quyết số 112 ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, kế hoạch về phát triển du lịch, lồng ghép vào nhiệm vụ phát triển du lịch cộng đồng. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, đã xây dựng biên tập đăng tải 100 tin bài, 40 video clip trên cổng thông tin điện tử huyện, phát hành 30.000 lượt tờ rơi tuyên truyền quảng bá về các điểm du lịch cộng đồng. Phối hợp với trung tâm văn hóa thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh, dựng 4 biển chỉ dẫn vào điểm du lịch cộng đồng, xây dựng website du lịch yên thế. Các điểm du lịch cộng đồng đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình, trang trí cảnh quan môi trường với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện cũng hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, khôi phục bảo tồn dân ca cao lan gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Các điểm du lịch tâm linh sinh thái, văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện đã được quy hoạch và bản quy hoạch phương án phát triển huyện Yên Thế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn thực hiện nghị quyết số 41 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 4 nghị quyết, đề án, kế hoạch về phát triển du lịch, trong đó tập trung vào phát triển du lịch cộng đồng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những thế mạnh, khó khăn, hạn chế trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, sinh thái trên địa bàn, như công tác quy hoạch, đánh giá tài nguyên, thực trạng phát triển du lịch, cách thức, phương pháp làm du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm du lịch, kỹ năng và cách tiếp cận với khách du lịch, vai trò của nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh du lịch, trách nhiệm của người dân địa phương tham gia và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đánh giá cao công tác triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện đồng chí đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn, liên kết tổ chức các sự kiện, tour, tuyến du lịch nhằm thu hút khách tham quan, quan tâm bảo tồn, phát huy, khai thác triệt để các di sản văn hóa, nhất là bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của hợp tác xã du lịch và nhân dân, trong đó lấy người dân bản địa làm trung tâm, họ vừa là chủ thể và là người hưởng lợi, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước về chủ trương xây dựng quy hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch cộng đồng, xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, chú trọng phát triển du lịch với xây dựng sản phẩm du lịch và các câu chuyện du lịch. Sáng ngày 11 tháng 4, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng công tác quy hoạch, quản lý triển khai thực hiện quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án san lấp mặt bằng, các dự án san gạt, cắt tầng, chống sạt lở đất đá, quản lý cấp phép khai thác vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2024 tại thị trấn Phồn Sương. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn thị trấn. Theo báo cáo, thị trấn Phồn Sương đã quy hoạch một mỏ đất diện tích 3,5 ha tại tổ dân phố Thành Trung và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm khai thác đất làm vật liệu xây dựng sàn lớp mặt bằng các dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên đất khoáng sản trên địa bàn, ủy ban nhân dân thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về tài nguyên nhằm nâng cao nhận thức ý thức của cán bộ đảng viên và nhân dân đồng thời tăng cường trách nhiệm của các tổ dân phố trong việc phát hiện và ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật thực hiện ủy quyền cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 7 quyết định cho 7 tổ chức cá nhân được cấp phép khai thác đất với khối lượng đất đá dự kiến khai thác hơn 274.000 khối. Nhìn chung, các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện dự án đều chấp hành đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, khai thác đúng vị trí được cấp phép. Phát biểu tại buổi khảo sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Văn Thanh ghi nhận kết quả công tác quy hoạch, quản lý các mỏ đất làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thị trấn Phồn Sương thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, giám sát, quản lý việc khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, cá nhân, phối hợp chặt chẽ với phòng tài nguyên môi trường, công an huyện và các tổ dân phố tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong quá trình khai thác. Chiều ngày 10 tháng 4, Ban chỉ đạo huấn luyện Hội thao Quốc phòng Lực lượng Vũ trang huyện Yên Thế đã tổ chức khai mạc Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2024. Dự khai mạc có đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo huyện, đại diện Bộ Chỉ Quân sự tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thao, Trung tá Đồng Hoàng Bách, Chỉ huy trưởng ban chỉ quân sự huyện nhấn mạnh, hội thao thể dục thể thao là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đưa công tác huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao thành phong trào thường xuyên rộng khắp. Đồng chí đề nghị ban tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thao khoa học, chất lượng. Các vận động viên tự tin thi đấu hết mình, phấn đấu đạt thành tích cao. Trong quá trình tham gia hội thao, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy tắc, điều lệ hội thao và quy định của ban tổ chức, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, học tập lẫn nhau. Hội thao thể dục thể thao quốc phòng huyện Yên Thế diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 với sự tham gia của 285 vận động viên là cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ ở 19 xã thị trấn. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung gồm bắn súng AK-71, ném lựu đạn xa đúng hướng, bơi vũ trang, chạy vũ trang 1.500m đối với nữ và 3.000m đối với nam hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, chất lượng phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện. Đồng thời qua đây nhằm tuyển chọn những tập thể, cá nhân có thành tích cao tiếp tục tổ chức huấn luyện nâng cao để chuẩn bị tham dự hội thao cấp tỉnh trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình điện tử do đài truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử huyện. Tiếp theo chương trình là một số nội dung quan trọng khác mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi nội dung của chương trình. Chiều ngày 10 tháng 4, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 ở Đảng bộ huyện. Đồng chí Đinh Công Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Trong quý 1, Ban tuyên giáo huyện ủy và các cơ quan trong khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, huyện và ngành. Ban tuyên giáo huyện ủy đã chỉ đạo, giám sát, định hướng công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa yên thế. Phòng văn hóa và thông tin đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng tải 452 tin bài ảnh văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện đã treo 150 băng rôn vượt đường, 1.250 cờ các loại, thực hiện 144 lượt chương trình phát hành, 12 chương trình truyền hình điện tử với tổng số hơn 1.500 tin bài, đăng tải 28 video clip chủ đề về Tết Nguyên Đán và lễ hội yên thế. Trung tâm chính trị huyện đã mở 4 lớp đào tạo bồi dưỡng với gần 500 học viên. Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hướng dẫn kiểm tra, thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông. Phòng tư pháp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện ban hành các kế hoạch hoạt động năm 2024. Bưu điện huyện thực hiện tốt công tác chuyển thư tín, điện tín, bảo đảm thông tin liên lạc, công tác quản lý báo chí. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội. Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chỉ đạo 100% cơ sở đoàn tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, ký cam kết không sử dụng, vận chuyển pháo nổ. Các tổ chức hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, liên đoàn lao động huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của mình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Hưng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan trong khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo trong quý 1. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, văn hóa, nghệ thuật, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tăng cường tuyên truyền việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác tổng kết nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 37 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Ngày 6 tháng 4, tại Trường Tiểu học Thị trấn Phồn Xương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế đã tổ chức giao lưu trạng nguyên toán tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện, năm học 2023-2024. Dự buổi giao lưu có đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tham dự giao lưu có 190 thí sinh là học sinh xuất sắc đến từ 19 trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở trong huyện. Mỗi trường có một đội gồm 10 học sinh thuộc các khối 3, 4, 5. Các thí sinh trải qua hai phần thi. Phần thứ nhất, giao lưu trạng nguyên toán tiếng Việt. Trong thời gian 30 phút, mỗi học sinh làm hai bài thi riêng biệt, một bài môn toán, một bài môn tiếng Việt. Nội dung bài thi nằm trong chương trình đã học, phù hợp với khả năng từng khối lớp. Phần thứ hai, giao lưu trạng nguyên toàn tài. Ban tổ chức chia làm 3 lượt giao lưu, lần lượt từng khối 3, 4, 5 lên giao lưu. Mỗi khối lớp trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về những kiến thức đã học trong chương trình khối học ở tất cả các bộ môn. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được gắn một sao. Trạng nguyên toàn tài là một học sinh được nhiều sao nhất. Sau 10 câu hỏi chưa tìm ra được trạng nguyên toàn tài, các thí sinh tiếp tục trả lời các câu hỏi bổ sung của ban tổ chức để tìm ra trạng nguyên toàn tài. Kết thúc buổi giao lưu, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 49 giải khuyến khích cho học sinh đạt thành tích. Qua buổi giao lưu, giúp các em học sinh có cơ hội được học hỏi, chia sẻ, nâng cao kiến thức, kỹ năng học tập môn toán tiếng Việt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ngày 6 tháng 4, Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức về ô tô điện và công nghệ hybrid trên ô tô cho hơn 200 học sinh, sinh viên, lớp nghề, công nghệ ô tô. Dự chương trình có đại diện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang, Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, khoa cơ khí động lực, Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang. Tại hội nghị, các giảng viên và chuyên gia truyền đạt một số nội dung cơ bản như xu hướng phát triển ô tô điện trên thế giới, các cấu hình và đặc tính kéo của ô tô điện, hệ thống đẩy trên ô tô điện, ắc quy trên ô tô điện, Hệ thống sử dụng năng lượng quá trình phanh trên ô tô điện. Được biết, công nghệ hybrid đã đem lại một sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất của động cơ đốt trong và tính tiết kiệm của động cơ điện. Với những mẫu xe hybrid hàng đầu như Toyota Prius và Ford Fusion Hybrid hay ở Việt Nam là VinFast VF e34. Người tiêu dùng có thể trải nghiệm được sự linh hoạt và tiết kiệm năng lượng mà công nghệ này mang lại. Ô tô điện và công nghệ hybrid đang là hai xu hướng không thể phủ nhận trong ngành ô tô ngày nay. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Trước những nhu cầu tất yếu của xã hội, với sự tăng cường yêu cầu về xe sạch và tiết kiệm năng lượng, việc nâng cao hiểu biết và áp dụng những tiến bộ trong lĩnh vực này là vô cùng cần thiết. Thông qua chương trình tập huấn, tại điều kiện để giảng viên khoa cơ khí động lực, học sinh sinh viên lớp nghề công nghệ ô tô có cơ hội được tìm hiểu những kiến thức chuyên sâu về ô tô điện và công nghệ hybrid trên ô tô từ đó ứng dụng vào thực tiễn đào tạo, giảng dạy nghề tại nhà trường đạt hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình điện tử do Đài truyền hình Yên Thế thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.